Rất vui được gặp quý vị trong chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, nếu như trong chương trình xây dựng và bất động sản ngày 10 tháng 11 vừa qua với chủ đề tránh thất thoát ngân sách nhà nước sau cổ phần hóa của chúng tôi đang bỏ ngỏ nguyên nhân định giá đất không đúng, không đủ gây thất thoát ngân sách nhà nước, thì trong chuyên đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục lý giải về vấn đề kỹ thuật liên quan tới định giá này. Bởi nếu xét về mặt pháp lý thì luật đã có 5 phương án định giá đất khác nhau, còn quy trình xét duyệt thì chặt chẽ hơn khi có đến 3 cơ quan thực hiện thẩm định giá. Và tuy nhiên trên thực tế, ghi nhận nhanh của phóng viên VITV từ các đơn vị thực thi lại khác. Thực tế là các cái yếu tố đầu vào mình không chuẩn được, mình nói cơ chế thị trường chưa chắc rằng đã thông tin là cơ chế thị trường. Về cơ bản tất cả chúng ta không biết là coi như là chính xác là dòng tiền nó như thế nào, chính xác là giá trị tương đương như thế nào. Có khi chúng ta lập luận là 1 đồng cũng có lý, mà lập luận 10 đồng cũng vẫn có lý như bình thường. Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án, thủ tục thì quá chậm. Thậm chí từ đầu năm 2018 đến nay, chúng tôi chưa có một cái dự án nào của chúng tôi nhận được quyết định về việc đóng tiền thu đất. Như vậy chính quyền nói khó, còn doanh nghiệp thì nói khổ vì đợi. Trong khi đó, việc định giá đất để người sử dụng thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, cụ thể là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đang gây nhiều tranh cãi nhất. Vậy điểm vướng của việc xác định giá đất nằm ở đâu? Đặc biệt trong câu chuyện định giá đất cần xem xét lại những quy định nào để tránh thất thoát trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước? Đó là những nội dung của chuyên đề xây dựng và bất động sản hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Mảnh đất này khi nhà nước định giá và giao đất đã thu về 419 tỷ đồng cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nếu lấy giá thị trường vào tính toán là khoảng 2.400 tỷ đồng, câu chuyện chênh lệch gần 6 lần giá này chỉ là một ví dụ của bức tranh chung. Bởi thực tế, chênh lệch giữa giá đất nhà nước tính toán với giá thị trường vào khoảng 70%. Vấn đề ở đây là cả thị trường và nhà nước đều định giá căn cứ theo nguyên tắc xác định giá trị mảnh đất tạo ra trong tương lai, căn cứ trên những lợi thế, sự phát triển của cơ sở hạ tầng, thuận lợi về giao thông, lợi nhuận khai thác của doanh nghiệp. Cụ thể, bằng 5 phương pháp là so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh. Theo các chuyên gia, giá đất không đồng nhất nằm ở công tác thực thi. Trên thực tế là không có những cái cơ sở nhất quán hoặc là không những có những cái cách thức đồng nhất để mà biết được dòng tiền và biết được mức độ cái biến động của nó. Và cái điều này nó làm cho cái việc mà định ra giá đất hay là những cái tài sản tương tự như thế, nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố chủ quan, nó phụ thuộc vào rất nhiều cái giả định, đó cái quy ước của cái người định giá hoặc cơ quan định giá. Chính vì vậy ấy, và chúng ta nói có 5 phương pháp hay là hàng trăm phương pháp ấy, thì là mỗi cái cách tiếp cận với những giả định khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái con số khác nhau. Các thông số đưa vào để xác định giá đất đó là thu nhập tương lai của dự án, tiềm năng vị trí, khả năng sinh lời, mục đích sử dụng, thậm chí là công thức tính của 5 phương pháp định giá đất đã được luật hóa trong luật đất đai năm 2013 và hướng dẫn rất cụ thể trong Nghị định 44 thông tư 36. Tuy nhiên, đó là lý thuyết, còn trên thực tế thì việc thu nhập các thông số để tính giá đất khó hơn rất nhiều. Có những cái mình miếng đất á, thì thật ra khi mà định giá cũng sẽ rất là khó. Nhất là những cái miếng đất mà người ta chưa có xác định được cái mục đích sử dụng như thế nào. Đó. Những cái khu vực mà tại những cái khu vực mà hiện trạng sử dụng là như thế, nhưng mà cái quy hoạch sử dụng đất chưa có một cái quy hoạch trong tương lai như thế nào, thì như vậy để mà xác định cái giá trị nó tại thời điểm đó cũng rất là khó. Khi viết ra các cái phương pháp, 5 phương pháp đều có những cái điểm mà khi thực hiện là các cái sở ngành ở các tỉnh không làm được, mình kiến nghị, và một cái miếng đất mà áp dụng 2 phương pháp nó cũng có xảy ra những cái kết quả trên lệch. Thậm chí ngay đến phương pháp so sánh được xem là hiệu quả và khả thi nhất, bởi dựa vào giá giao dịch của những thửa đất so sánh, có tính tương đồng về hình dáng, mục đích sử dụng, tương đối về vị trí. Đây là những thông tin hiện hữu trên thị trường, nên sai số tính toán sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, câu hỏi ngược lại là liệu giá giao dịch trên thị trường có hoàn toàn phản ánh đúng giá trị thực của mảnh đất, đặc biệt là khi thị trường sốt ảo. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái thông tin về giá đất trên thị trường rất tù mù. Bản thân các cơ quan nhà nước thì cũng mỗi nơi nói một kiểu. Đấy, cho nên là cũng rất là khó bây giờ gọi là dựa theo giá thị trường. Giá thị trường là giá nào? Thực tế là các cái yếu tố đầu vào mình không chuẩn được, mình nói cơ chế thị trường chưa chắc rằng đã thông tin là cơ chế thị trường.
Cũng chính vì chưa chắc thông tin trên thị trường mà luật đất đai năm 2013 đã bổ sung thêm 3 cơ quan định và thẩm định giá đất khác nhau, trong đó Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm lập phương án giá đất và định giá, Hội đồng thẩm định giá của Sở Tài chính sẽ thẩm định lại, cuối cùng là trình Hội đồng thẩm định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Những tưởng quy trình chặt chẽ này sẽ góp phần làm giảm sai sót trong công tác định giá đất. Tuy nhiên, với những thông số định giá là ước tính, nên kết quả vẫn không như mong đợi, ngược lại còn kéo dài thêm nỗi khổ chờ đợi. Nghĩa là khi bắt đầu vào dự án thì chủ đầu tư gần như chưa biết tiền đất phải đóng là bao nhiêu. Đây là ẩn số rất khó để mà tính toán. Cái thứ hai nữa là cái quy trình để mà tính tiền đất theo cách như làm hiện nay thì nó rủi ro cho doanh nghiệp và nó cũng rủi ro cho những người mà gọi là viên chức chính phủ khi thực thi các cái chính sách hiện nay. Và mất rất nhiều thời gian. Trong giai đoạn thụ lý hồ sơ trước khi đủ điều kiện trình ra hội đồng thành phố, thực ra trong cái giai đoạn này chúng tôi bị cưỡng chế xin cho. Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở số lượng 5 phương pháp định giá hay 3 cơ quan tính toán, bởi rất khó xác định tuyệt đối giá trị tương lai của mảnh đất. Chưa tính đến còn có lợi ích nhóm của đơn vị thực thi, có nghĩa giá đất rất dễ bị bóp méo bởi ý chí chủ quan của người định giá, bỏ lại đằng sau là thiệt hại hai đầu. Thứ nhất, nếu là đất công giao chỉ định, không có chi phí giải phóng mặt bằng, thì thiệt hại là thất thu ngân sách nhà nước. Riêng giá đất để tính nghĩa vụ tài chính khi sử dụng sản xuất kinh doanh, thì người tiêu dùng sẽ lãnh hậu quả, bởi giá bán sản phẩm cuối cùng đội lên. Thưa quý vị, vấn đề là chưa có căn cứ nào để chứng minh giá đất của thị trường hay giá nhà nước, cái nào mới phản ánh đúng giá trị thực của mảnh đất, bởi bản thân đất đai là sản phẩm đặc thù, không có tính đồng nhất. Đặc biệt, mỗi vị trí khác nhau thì giá sẽ khác nhau hoàn toàn. Cho nên mới có câu chuyện giá nào cũng đúng, còn tiền sử dụng đất hay tiền thuê đất lại là một con số cụ thể. Trả lời phóng viên VITV về phương pháp định giá đất hiệu quả, các chuyên gia cho biết đó là tổ chức đấu giá, bởi thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư ra giá cao nhất sẽ tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước rất lớn. Cụ thể như khu đất này, năm 2011, thành phố Hồ Chí Minh chỉ định cho công ty cổ phần đầu tư Lavenue sử dụng 1.600 m² theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm, với đơn giá là hơn 3,5 triệu đồng 1 m². Có nghĩa mỗi năm, ngân sách thành phố thu về hơn 450 triệu đồng từ tiền thuê 1.600 m² đất này. Tuy nhiên, qua kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây, thì nếu đem đấu giá khu đất 3 mặt tiền này, thì ngân sách thành phố Hồ Chí Minh thu về là trên 2.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với nhà nước định giá. Cái lý tưởng thì chúng ta tạo ra một cái thị trường. Đó như tôi nói lúc nãy, tức là có nhiều người trong trường hợp, ví dụ là có nhà nước muốn bán đất như thế, thì có người muốn chuyển nhượng đất thì có nhiều người mua. Với hình thức đấu giá, nhà nước chỉ có việc chuẩn bị quỹ đất sạch, ra giá khởi điểm và tổ chức một buổi đấu giá. Còn lại, việc xác định giá trị tương lai của mảnh đất sẽ do người tham gia đấu giá tính toán, thể hiện qua giá đấu giá. Và cuối cùng, tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước sẽ dựa trên giá trúng đấu giá, nên mức độ thất thu ngân sách sẽ được hạn chế thấp nhất. Như vậy, vừa đảm bảo tính minh bạch của thị trường, còn cơ quan nhà nước giảm đi được một đầu việc là định giá đất. Bởi vì khi mà chúng ta mà có đưa ra rất nhiều cái phương pháp định giá nhưng mà nó không có một cái quá trình minh bạch, nó không có một cái quá trình cạnh tranh thì lúc đó thì rất khó để mà chúng ta có được một cái giá gọi là sát với thị trường, và thường ở trong cái trường hợp này ấy, nhà nước là người chịu thiệt. Dù cho luật đất đai năm 2013 đã có hẳn một mục 3 với 3 điều 117, 118 và 119 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên luật chỉ áp dụng đối với đất công và với đặc thù thị trường chủ yếu là đất hỗn hợp, tức vừa đất ở, vừa đất công, vừa đất nông nghiệp, nên hình thức đấu giá quyền sử dụng đất vẫn chưa phát huy tác dụng. Chính vậy anh Tư nói là bây giờ phải báo cáo ngay và báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường, bây giờ Bộ đang viết cái hướng dẫn các tỉnh hoặc là thành phố Minh mình điều hướng. Như vậy, trong khi chờ cơ quan quản lý xem xét lại cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị phương án thứ hai là bổ sung thêm chủ thể tham gia vào hội đồng thẩm định giá của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đó là doanh nghiệp, để hỗ trợ cung cấp thông tin, giúp cơ quan định giá nhà nước làm việc nhanh và chính xác hơn. Cho phép chủ đầu tư được tham gia và có quyền nêu ý kiến tại cuộc họp hội đồng thẩm định giá, thẩm định giá đất của thành phố. Trong trường hợp mà chủ đầu tư mà không nhất trí với cái phương án giá đất của đơn vị tư vấn mà do thành phố, do Sở Tài nguyên Môi trường lựa chọn thì được quyền đề xuất một cái đơn vị khác để lập, mà chi phí này thì do chủ đầu tư chịu. Thì để có tiếng nói phản biện.
Với vai trò là người theo sát thị trường, nắm vững những thay đổi cung cầu nhà đất, các doanh nghiệp sẽ đưa ra những dữ liệu định lượng như giá nào của thị trường là thật, tỷ lệ giá đất nhà nước phù hợp với thị trường là bao nhiêu, trong khi đó nhà nước lại nắm vững về dữ liệu định tính, cụ thể là các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, cơ sở hạ tầng. Như vậy, sự kết hợp giữa công và tư này không chỉ giúp giá đất nhà nước được xác định phù hợp nhất, mà ở chiều ngược lại, chính thông tin chính thống từ trung ương đưa xuống cơ sở sẽ đảm bảo thị trường minh bạch hơn. Tránh những cái trường hợp ví dụ như là lợi dụng những cái thông tin không chính xác hoặc là có những cái thay đổi nào đó trong chính sách mà để tăng giá hoặc là để đầu cơ gây đột biến về giá. Tóm lại, câu chuyện tránh thất thoát khi định giá đất có thể nhìn từ khía cạnh kỹ thuật, mà ở đây là bổ sung thêm cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất hay điều chỉnh ở công tác thực thi, đó là mong muốn tham gia vào hội đồng thẩm định giá nhà nước của doanh nghiệp và tất cả đều hướng đến sự minh bạch của thị trường nhà đất. Đó là những kiến nghị của chuyên gia trong nước về giải pháp định giá đất hiệu quả. Tuy nhiên, trong câu chuyện xác định giá trị tương lai của mảnh đất thì không dễ dàng chỉ là việc bổ sung thêm một vài cơ chế là sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Vậy các nước kinh nghiệm định giá hàng hóa đặc thù này ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chùm ghi nhận sau của phóng viên VTV. Như ở bên Mỹ đi. Bên Mỹ, cái thuế bất động sản nó không có khái niệm tiền sử dụng đất. Cái thuế bất động sản bao gồm nhà và đất là thuộc ngân sách từng tiểu bang và thậm chí được chia ra là ngân sách của từng cái city, từng cái county, từng cái city trong cái tiểu bang đó. Và đơn cử như là ở California thì cái thuế suất bất động sản khoảng trên 1.2% một năm. Ở Texas thì hơn 4% một năm. Và cái nguồn thu này là thu lâu dài, thu hết năm này tới năm khác. Trong khi chúng ta thuế đất phi nông nghiệp của chúng ta cực kỳ thấp. Và hiện nay là chúng ta mới thu là trên đất, chưa thu trên nhà. Cho nên đây là một cái mà chúng ta phải nghiên cứu. Bởi vì cái tiền sử dụng đất mà thu theo kiểu thế này là một gánh nặng mà nếu mà đến thời điểm nào đó nó quỹ đất này hết thì cái nguồn thu của địa phương nó gần như là nó không bền vững. Cái tốt nhất là nên đề xuất phương án 1 là tình chính phủ thay đổi cách xác định tiền sử dụng đất bằng 10-15% giá đất ở đất thương mại dịch vụ theo bảng giá đất của thành phố ban hành 5 năm trước. Cái này thì cũng báo cáo với anh Phong là đã trên 5 năm nay chúng ta đã trình, thành phố đã trình rất nhiều lần nhưng mà chưa được chấp nhận. Thì cách này là cách an toàn. Và cả thế giới đang áp dụng cái này. Về mặt kỹ thuật thì nó có chừng đó. Tức là khi mà thiết kế luật, khi mà thiết kế những cái quy định của Việt Nam thì tôi biết rằng là tất cả những người mà xây dựng ra những cái quy định nó đều tham khảo cái cách thức gọi là cái thông lệ hay là cái tập quán của những cái nơi khác. Đó. Mà thường hay là những cái cách thức này nó rất đơn giản như tôi nói ấy, là cuối cùng là chúng ta có cơ bản hay là nhìn cái dòng tiền chúng ta chiết khấu về của mảnh đất để mang lại hoặc là giá trị tương đương. Cái câu chuyện là bây giờ phải cải cách của cái khu vực công của chúng ta để tạo ra một cái bộ máy công nó hiệu quả hơn và tạo ra những cái cán bộ công chức mà người ta làm cái động cơ, tức là cái động cơ, cái mục tiêu gọi là thu nhập với thăng tiến của người ta trùng cùng hướng với cái mục tiêu của chúng.
quý vị, chùm ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.